Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn là đây là máy in bill hóa đơn, sẽ in qua phần mềm bán hàng. Phần mềm bán hàng đây. Rồi. Máy in này là khổ K80, tự động cắt giấy nha các bạn, tương thích với tất cả phần mềm bán hàng.